cán bộ giáo viên. Về dự thi đấu tại hội khỏe phổ đồng lần này, đơn vị thi đấu 4 bộ môn với 16 vận động viên. Trưởng đoàn là thầy Trần Ngọc Vinh, phó trưởng phòng giáo dục. Đoàn là thầy Võ Văn Vinh, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Đoàn tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi, thi đấu hết mình, giành được thành tích cao nhất. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên phòng giáo dục và đào tạo huyện Phổ Đức. Ngành giáo dục Phổ Đức đã gặt hái nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Các hoạt động thể thao được chú trọng đúng mức. Năm học 2018-2019 được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Tiến tới hội khỏe phổ đồng lần thứ 14 năm 2024, đoàn thi đấu 11 môn với 156 vận động viên. Trưởng đoàn là thầy Hoàng Triệu Nghĩa, trưởng phòng. Đoàn thi đấu với tinh thần giao lưu học hỏi. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Hà tham gia thi đấu 9 bộ môn và 159 vận động viên. Trưởng đoàn là thầy Trần Thủ Đức, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo. Xin được chào đón đoàn vận động viên đến từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Hà. Được thành lập vào năm 1994, sau 30 năm xây dựng và phát triển, toàn huyện có 5.787 học sinh. Ngoài kiến thức văn hóa, học sinh Sơn Tây không ngừng tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. 130 vận động viên, trưởng đoàn là thầy Võ Tấn Trung, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Đoàn vận động viên của huyện Sơn Tây tham gia cuộc thi vận động lần này với tinh thần thể thao đoàn kết, chung sức cao thượng, đạt thành tích cao. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên đến từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Tư Nghĩa. Đây là một trong những đơn vị mạnh của tỉnh trong phong trào thi đấu thể thao và học sinh giỏi các cấp. Phòng giáo dục và đào tạo Tư Nghĩa tham gia hội khỏe cơ động Tây Trà và Trà Bồng dự toán của trường 2020 với 13.883 học sinh. Cùng với những thành tích trong hoạt động dạy và học, phong trào thể thao học sinh được ngành chú trọng đầu tư. Đến với hội khỏe phổ đồng năm 2024, đoàn tham gia thi đấu 6 môn, 72 vận động viên. Trưởng đoàn là cô Đỗ Thị Cẩm Nhung, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của đoàn tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, chung sức giao lưu, mong muốn tạo ra những trận đấu cao nhất. Tiếp theo, chào mừng đoàn vận động viên đến từ trường Trung học phổ thông Ba Gia. Gắn liền với chiến thắng Ba Gia lịch sử, trường được thành lập vào năm 1979, có 35 lớp và 1.412 học sinh, chỉ huy cán bộ giáo viên. Tham gia hội khỏe phổ đồng lần này, trường tham gia thi đấu với 7 bộ môn và 55 vận động viên. Trưởng đoàn là thầy Phạm Thành Tấn, hiệu trưởng. Mục tiêu của đoàn thể hội khỏe phổ đồng lần này là giao lưu, học hỏi và đạt thành tích cao. Và đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên đến từ quê hương ra đời, đội du kích Ba Tơ anh hùng, trường Trung học phổ thông Ba Tơ. Trường thành lập vào năm 1993, hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tập cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội khỏe phổ đồng lần này, trường thi đấu 4 nội dung với 24 vận động viên. Trưởng đoàn là thầy Võ Tiền Hải, phó hiệu trưởng nhà trường. Tiếp theo là đoàn vận động viên đến từ trường Trung học phổ thông Bình Sơn. Năm qua, trường luôn phấn đấu không ngừng để trở thành một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh. Đến với hội khỏe phổ đồng năm 2024, trường tham gia thi đấu 5 nội dung với 35 vận động viên. Trưởng đoàn là thầy Quảng Trọng Bạch, phó hiệu trưởng. Mục tiêu của đoàn tham gia thi đấu tại hội khỏe phổ đồng năm 2024 là đạt thành tích cao nhất. Và tiếp theo là đoàn vận động viên đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Đồng viên, trưởng đoàn là thầy Tạ Công Trí, hiệu trưởng. Mục tiêu của đoàn là cố gắng thi đấu hết mình để đạt được giải thưởng đẹp nhất tôn nhân. Đang tiến vào lễ đài, đoàn vận động viên đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiêm. Tiền thân là trường Trung học Lê Khiêm thành lập vào năm 1945 và được tái thành lập vào năm 1990. Trải qua 79 năm hình thành và phát triển, trường thực sự là cánh tay đầu đàn của ngành giáo dục Quảng Ngãi, trở thành cái nôi đào tạo nhân tài chất lượng cho quê hương đất nước. Tham gia hội khỏe phổ đồng lần này, trường tham gia thi đấu với 25 vận động viên, chúng ta là thầy Trần Quang Hồng, hiệu trưởng. Và tiếp theo là đoàn vận động viên của trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Thành lập vào năm 2003, qua 21 năm trưởng thành, trường đã không ngừng phát triển. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường đã đạt được những thành tích đáng kể trong các cuộc thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các cấp. Thành tích ở hội khỏe phổ đồng lần thứ 13, trường đạt 30 chương vàng, 1 điểm kinh.
đến với hội khỏe phụ đấu lần này, trường tham gia thi đấu 5 môn với 47 vận động viên. Đến đoàn đại diện Phạm Văn Nam hiệu trưởng. Nỗ lực nhiều hơn nữa để chinh phục những đỉnh cao tri thức, xứng đáng là lấy nè ngọn đèn mất truyền thống cách mạng anh hùng của cha anh xây dựng quê hương Quảng Ngãi, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Đoàn thanh niên ta có tài ba, tặng quân dân sinh mới cùng mình trong năm giới hợp lực xây vững thì chung nước ta. Khỏe nước chi khi cương kiên, sống là hồng quy hùng vô miên. Trong phong huy can trường sinh tham ta, quê hương Việt Nam thanh niên ta có muôn năm. Tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 năm 2024 đến đây là kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các vận động viên, quý bậc phụ huynh và quý vị khán giả đã tham dự lễ khai mạc. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội khỏe phụ đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 14 năm 2024 thành công rực rỡ.